Hello anh em, mình là sĩ Nguyễn Hôm nay mình lại review cho anh em một mẫu sa bàn Nhà đổ nát Cái này nó không phải là kiểu phóng sai như cái thành phố lần trước Mà nó chỉ là kiểu một cái góc nhà với một cái góc đường thôi các bạn Thì cái này á Nó hợp với scale 1 phần 12 Với lại nó hợp với scale của Transformer nha các bạn Nhưng mà scale nhỏ, scale bự quá vô thua Thì á cái mẫu này nói chung là nó cũng không có kén fit nó kiểu giống như gọi là đổ nát thôi bạn, một cái góc Botdam á thì cái này mình có thể trưng nhiều loại fit ha. Ở đây mình cho các bạn demo xem uh, Bumblebee với lại uh, Fugitive Predator ha, cho các bạn uh, thấy cái ví dụ. Còn uh, thật ra cái mẫu này các bạn có thể trưng những cái uh, kiểu như là chiến đấu các bạn, lính Batman ngay cả siêu nhân cũng được các bạn nhưng mà cái scale nó một phần mười hai sáu inch chứ là ok ha thì cái mẫu này nó cũng khá là hot thì mình vừa mới ra lò một mẫu demo là đã có khách đặt thêm rồi các bạn thì hôm nay mình lên review cho các bạn xem nếu các bạn thích á thì các bạn cứ like subscribe follow ha mình sẽ lên những cái mẫu khác đa dạng hơn phong phú hơn cảm ơn anh em